Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin 113 lúc 15 giờ ngày 28 tháng 3. Thưa quý vị, hơn 10 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu đồ vật có liên quan vừa được thu giữ trong vụ án mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới triệt phá. Cụ thể, vào sáng ngày 27 tháng 3, tại một căn nhà trên đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm Phạm Hải Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Trương Tiến Cường cùng chú tại thành phố Đồng Hới và Hồ Thân Thực chú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 37 viên ma túy các loại, hơn 370 viên ma túy các loại, 3 túi ni lông chứa ketamin và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Cường, lực lượng công an thu giữ chiếc vali màu đen bên trong có 26 gói ni lông chứa hơn 25.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng hơn 10 kg. Tiếp tục điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Trung, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Về vụ đối tượng nổ súng chống đối tại chốt 141, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Bình Minh, sinh năm 1978, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra về hành vi tàng trữ súng, đạn và ma túy. Vào tối ngày 20 tháng 3, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ tại chốt 434 Trần Khát Chân khi phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy chở đối tượng Nguyễn Bình Minh có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua đó phát hiện Minh đang tàng trữ hai gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế bắt giữ, đối tượng Minh đã có hành vi chống đối và nổ súng. Ngay sau đó, tổ công tác đã thu giữ một khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen. Trong hộp tiếp đạn của súng có 5 viên đạn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 4 viên đạn và 1 vỏ đạn. Theo kết quả giám định, tinh thể màu trắng mà Minh tàng trữ là ma túy loại ketamin và methamphetamine. Vào đêm ngày 24 tháng 3, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ việc các nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí đi đánh nhau gây thương tích. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có liên quan. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 24 tháng 3, một nhóm hàng chục đối tượng đeo khẩu trang điều khiển 10 xe mô tô, che biển số, đem theo nhiều hung khí lạng lách đánh võng trên quốc lộ 2A thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường. Nhóm thanh niên trên đã dồn đuổi gây thương tích cho một nhóm 5 nam thanh niên đi ngược chiều. Sau khoảng 36 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Vĩnh Tường đã triệu tập áp giải được 60 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn qua mạng xã hội, Nguyễn Tiến Thành và Phùng Văn Bình cùng sinh năm 2008, cùng chú tại huyện Vĩnh Tường đã hẹn gặp nhau để giải quyết. Tối 24 tháng 3, nhóm của Thành mang theo hung khí đi tìm và đuổi đánh nhóm của Bình, làm hai thanh niên bị thương. Trên đường về, nhóm của Thành gặp một nhóm 5 thanh niên đi ngược chiều, cho rằng nhóm này đã ném vỏ chai bia nên nhóm Thành đã đuổi đánh. 5 thanh niên bị dồn đuổi đã mất lái, ngã xuống đường làm 2 thanh niên bị thương. Chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn, trên đường đi nhóm đối tượng trẻ tuổi còn hung hăng gây gổ và gây thương tích với người không hề liên quan. Những vụ việc như vừa rồi đã cho thấy tội phạm ngày càng trẻ hóa, không chỉ là nỗi đau của gia đình có con em phạm tội, là chuyện riêng của cơ quan thực thi pháp luật mà còn gây ra nhiều hệ lụy to lớn khác cho xã hội. Tuyếp sắt gắn dao nhọn, kiếm cùng các loại hung khí tự chế khác. Đây là những vũ khí mà các nhóm đối tượng thanh thiếu niên này đã mang theo để thực hiện hành vi hỗn chiến. Theo tài liệu điều tra ban đầu, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, hai đối tượng đã tụ tập hơn 40 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi để giải quyết mâu thuẫn. Quá trình di chuyển, các đối tượng đi thành đoàn, cầm hung khí, phóng nhanh vượt ẩu. Khi di chuyển đến địa bàn quận Hà Đông thì hai nhóm đối tượng đã lao vào đuổi nhau, hỗn chiến. Ngay lúc này, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an quận Hà Đông đã ngay lập tức trấn áp và bắt giữ một số đối tượng. Hôm đấy cháu có rủ các bạn của cháu ra ngoài phố đôn với Trúc. Xong rồi tất cả anh em đi cùng nhau đi sang Thanh Hoai lấy đồ. Xong rồi đi qua Hoài Đức, đi gửi vị trí cho nhóm bên kia gặp. Nghĩa là bạn Quân lúc cháu đi thì đuổi cháu, thì lúc sau cháu về cháu nhắn tin với nhau. Lúc đang đi lên thì có một bên cháu có một bạn ném xe đường dưới đường. Trong khi hạn cháu gặp nhau, hẹn với nhau thì chuẩn bị chia sẻ vị trí với nhau và gặp nhau. Theo cơ quan công an,
Trong quá trình di chuyển đến địa điểm đã hẹn nhau trước, các đối tượng còn gây gổ và gây thương tích với người đi đường. Đặc biệt, có một số đối tượng đã có tiền án tiền sự. Đa số đều là những thanh thiếu niên ham chơi, đã bỏ học và thiếu sự quan tâm của gia đình. Đáng chú ý, có 5 đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Để hạn chế những vi phạm, cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung vào những khung giờ khác nhau. Quá trình tuần tra kiểm soát của công an quận Hà Đông trong ngày chia ra làm 3 lượt tuần tra kiểm soát vào buổi trưa, buổi tối và ban đêm để nhằm khép kín địa bàn cũng như là tạo cái răn đe không để cho các đối tượng tổ chức các cái cuộc tụ tập đua xe cũng như giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa cũng như là quản lý, gọi hỏi răn đe đối với các đối tượng trong địa bàn cũng như là phối hợp với các địa bàn giáp danh lân cận để đồng bộ triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hiệu quả đối với đấu tranh phòng ngừa đối với loại tội phạm này. Mặc dù hàng loạt đối tượng liên tục bị lực lượng công an đấu tranh, trấn áp trong thời gian qua, tuy nhiên thực tế đã cho thấy, để phòng ngừa loại tội phạm này đang rất cần ngăn chặn từ gốc. Đó là phải có sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và các cấp chính quyền địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra đối với đường dây khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ quy mô rất lớn với 27 đối tượng có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, gồm Trương Văn Trinh, chú tỉnh Lâm Đồng, Trương Văn Thắng, chú tỉnh Hải Dương và Vũ Ngọc Đại, chú tỉnh Bình Phước. Vào khoảng tháng 2 đến tháng 5 năm 2022, Trinh tổ chức điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại nhiều tỉnh thành, thông qua Trương Văn Thắng để tìm kiếm giới thiệu các chủ tàu tham gia vào đường dây khai thác của Trinh. Trình thuê Vũ Ngọc Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của mình. Để quản lý điều hành hoạt động đường dây, Trinh đã lập nhóm Zalo chỉ đạo bằng các ám hiệu riêng và để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, việc khai thác tiêu thụ cát chỉ diễn ra từ 18 giờ tối hôm nay đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Điều tra mở rộng vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm 24 bị can với các tội danh vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án hình sự. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng có liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ quốc tế Trang Minh có trụ sở tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng do Uông Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng là giám đốc, đã đưa ra thông tin về việc cung cấp dịch vụ bán voucher vé máy bay khứ hồi giá rẻ, voucher nghỉ dưỡng của công ty VinFast. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền đặt vé hay mua voucher thì không cung cấp được như là thỏa thuận. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại, người có liên quan trong các vụ việc thì liên hệ với đội 3 phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng hoặc điều tra viên Trần Quang Thông theo số điện thoại 0904 312 799 để giải quyết.